Để chào anh em. Ok. Gì đấy? Ơ, đừng kia làm gì đấy? Đang chào anh em cơ mà. Ok. Nào, thôi. Thôi. Thằng này, dừng lại. Để chào anh em cái. Rồi, đi theo không? Không à? Ok. Quay lại vấn đề chính. Ok, chào anh em nha. Để tôi ghi cái emote này cái. Ok. Ơ, emote không vẫy liên tục à? Để ghi lại. Tôi vừa mới học được cái emote này xong. Thú vị thật sự. Trước khi bắt đầu clip, bạn muốn mua Robux giá rẻ. Ê khoan khoan, đừng phát video vội. Tôi không có quảng cáo. Đùa đấy. Ok ok, giờ làm lại này. Bạn muốn bao ti của bạn ngập màn hình như thế này thì bạn đến đúng nơi rồi đó. Đây chính là ok, và hôm nay tôi sẽ nói về vấn đề combo khi mới tập săn bounty. Với trái ác quỷ thì mình khuyên các bạn nên dùng trái băng và trái đắc nếu các bạn là những người mới tập săn bounty, vì hai trái này khống chế rất tốt và đây là những thứ cần thiết để sử dụng combo của hai trái đấy. Còn nếu bạn nào thích kỹ năng thì có thể sử dụng trái lôi, mà bạn nào êm yếu thì sử dụng hai trái này. Còn tại sao lại là trái Lai và trái Mochi thì mình đã làm một video về trái Lai ở trước đó rồi. Các bạn có thể vào kênh mình mà xem. Còn trái Mochi á, các bạn xem cái aim của mình này. Các bạn có thể coi như là tôi aim ngu đi. Nhưng mà trên mobile nó khó thật. Tôi không biết trên PC nó như thế nào, nhưng mà trên mobile của tôi cái cam kéo xa ra là không nghe thấy tiếng gì cả. Mà không nghe thấy tiếng tức là tôi không biết là tôi có trúng chiêu hay không. Ai đồng tình cho xin cái tay nào. Và đó là về phần combo. Còn nếu các bạn không có những thứ đó thì đi cày đi còn gì nữa, sắp update 20 rồi đấy. Ok, với trái Mochi thì chiêu V chúng ta có thể dùng tộc Cyborg để khắc chế. Còn chiêu X thì có thể dùng Ken. Nhưng cái vấn đề ở đây lại ở chiêu C. Đó, anh em có thể thấy tôi Ken rồi mà nó vẫn bị dính. Không biết có phải là do tôi thiếu Ken hay không. Nhưng anh bạn này vừa mới ra full Ken mà tôi vẫn bắt dính được chiêu C. Ảo thật chứ. Nhưng các bạn vẫn có thể nhảy lên để tránh của chiêu C của các bác dùng Mochi như anh bạn này đây. Đó. Vừa dùng chiêu F của trái Shadow và vừa bay lên cao để tránh chiêu C. Nói thế thôi chứ các bạn mà vẫn bị dính khống chế của nó mà bị dính thêm chiêu C nữa thì hết cứu. Với trái độc thì chúng ta có thể không làm combo khống chế nó đến chết. Nhưng mà nếu các bạn trượt combo như mình thế này này thì mấy thanh niên yếu máu có thể bay đi với vận tốc bàn thờ. Nhưng mà hiện tại mình đang dùng trái Lai nên là có thể bắt kịp được thanh niên này. Còn nữa, chúng ta phải là người chủ động đánh trước nha, đừng để nó spam chiêu phá Ken của mình á. Đến với trái rồng thì chiêu nguy hiểm nhất của nó vẫn là chiêu C. Anh em mà bị dính chiêu C thì coi như anh em tòi đời đấy. Nhưng mà nếu anh em biết Ken và bay lên đầu nó như thế này thì trái rồng coi như là vô dụng luôn. Và mấy thanh niên đó chỉ còn nước biến thành dạng rồng và spam chiêu đủ kiểu thôi. Và cuối cùng là trái Leopard, trái mà tôi ghét nhất ở trong cái game này. Nó ổn thì thôi rồi luôn, cái với cả cái điện thoại của tôi hiện tại không thể chịu nổi cái sự spam kinh khủng của nó nữa.
Và tất nhiên là mình có thể né kem trong nhiều trường hợp khác nhau của cái trái này. Nhưng mà cặp leopard tốt nhất anh em vừa mới tập săn bounty thì nên chạy đi, đừng dính dáng như bọn này. Hoặc anh em có thể cầm photo spam V và cho bọn nó biết spammer chính hiệu là ai. Rồi các bạn đi săn hack như thế này này, nhưng mà tôi không khuyến khích cái trường hợp này, tại vì đây là fake bounty và nó không giúp bạn lên trình được đâu. Vậy tóm lại là trái ice, trái duck, trái lai, trái mochi, song kiếm, các loại võ V2, spiky trident và những thanh kiếm khác nếu các bạn không có, cày đi. Xong rồi dùng đi mà PVP, các bạn sẽ lên trình thôi. À và còn một điều nữa, leopard rác rưởi vãi.